nhà Uông Hân Nhân. Ừ. Ờ, hai người, để tôi long trọng giới thiệu với hai người, đây là bạn trọ mới của chúng ta, tên là Chân Quán Quân, còn cô này tên Lộc Tiểu Quy. Chắc hai người biết nhau rồi ha. Còn đây là cô. Chào anh, tôi là Tiết Trân Ni, là phóng viên của trang giải trí, họ đều gọi tôi là Trân Ni. Tôi gọi anh là Quán Quán được không? Không được. Hay gọi là Quân Quân, mà gọi như vậy thì hơi xa lạ. Hay gọi là Á Quân thì sao? Gọi vậy cũng không lễ phép. Hay là tôi sẽ gọi ngồi anh xuống. Mai mốt gọi Quán Quân là được rồi. Quán Quân. Cho nên Tiểu Uông Uông với Chân Quán Quân là bạn thân hả? Chúng tôi không chỉ là bạn, quan hệ giữa chúng tôi như là quốc dương với kỳ sĩ như Robinson và Crusoe, như Sherlock Holmes và Watson, như Voldemort và Harry Potter. Tôi thấy hơi khác, lấy giùm tôi ly nước đi. Tình cảm giữa Tiểu Uông Uông với tôi có thể ví như một người đầy tớ luôn trung thành với chủ nhân và luôn hết lòng vì chủ nhân và hoàn thành nhiệm vụ tôi giao bằng mọi cách. Nếu như cô hỏi rằng anh ấy yêu ai nhất trên đời, thì người vợ tương lai của anh ta chắc chắn đều cảm thấy ganh tị và ghen ghét với tôi đó. Nhưng mà đợi đã. Ai là Crusoe? Ai là Voldemort? Tôi không biết là kiếp trước tạo nghiệp gì nữa. Kiếp này cứ phải bị anh bám lấy như vậy. Đợi đã. Nóng. Cuối cùng là ai bám lấy ai? Nói cho rõ đi. Lúc nhỏ tôi chỉ bị bệnh nhẹ không thể đi học được, thì ai đã cất công treo đeo lội suối sang kiếm tôi chứ? Hả? Anh còn dám nói nữa. Anh đã học bao nhiêu buổi, anh nói đi. Lúc nhỏ anh là một đứa hư hỏng rồi còn gì. Lúc đó tôi còn nhỏ còn ngây ngô nên bị anh ta sai lãm này lãm kia. Nhưng giờ thì tôi đã khác rồi. Giờ tôi đã có một nhân cách vô cùng hoàn thiện, mà còn có tấm lòng đầy nghĩa hiệp nữa. Anh sao vậy? Muốn uống nước ép? Đợi chút, tôi lấy cho anh. Nước cam hay nước táo đây? Nước cam. Đây rõ ràng chính là anh ta đã mất đi nhân tính rồi mà. Nhưng mà mình thích. Bạn coi hai người họ kìa, thân thiết tới nỗi chắc là bạn đối khố luôn rồi đó. Bạn đừng có nói như vậy, dễ tưởng tượng bậy lắm. Nhưng mà ở trong nhà này đâu có phòng nào dư đâu. Hai người tính ở chung một phòng hả? Tôi từ chối. Hai người không ở chung hay sao? Vậy anh đành phải ngủ phòng đó thôi. Phòng đó cũng tốt mà, rất là dễ thương. Ừ. Tôi không thích tính tự dễ thương một chút nào hết. Nói thiệt thì căn phòng đó cũng hợp với anh lắm đó. Ừ. Anh thấy tôi nói có đúng không? Nó rất hợp với anh mà. Con mắt nào của cô nhìn ra tôi hợp với căn phòng này vậy hả? Đều hợp với anh mà. Khu ngoài trời này được đó. Tôi muốn ở chỗ này. Một mình anh ở khu ngoài trời có cô đơn không? Hay là tôi trồng một cái cây cho anh? Có cây bầu bạn với anh, lại còn có thể che nắng che mưa nữa. Tôi thấy cũng lãng mạn đó chứ. Hơn nữa tối ngủ còn được ngắm sao trời nữa. Lãng mạn gì mà lãng mạn, cứ nằm ngoài trời không hay đâu. À, trên lầu có giường á, mình cứ lên lầu ngủ cho thoải mái đi ha. Tôi đã quyết định rồi, sẽ ở đây. Anh có chắc là sẽ ở đây không vậy? Ở đây gì cũng không có. Rồi cũng sẽ có thôi. Anh phải tin vào khả năng sáng tạo chứ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này không phải đang mơ chứ? Mấy ngày lại làm xong căn phòng ở đây. Đây là đâu? Nhà anh hả? Tự nhiên thấy thần kỳ quá. Tôi xin lỗi. Người giàu có. Ê, bà nhìn bức tranh đó kìa, cho cả cái tủ nữa.
Biết rồi, mình đang nhìn người. Sao hả? Cũng được đó chứ. Nói gì đi chứ. Có vấn đề gì cần hỏi thì cứ việc hỏi đi. Anh có mặc đồ bên trong không vậy? Wow, là biển với ánh mặt trời kìa. Wow, là ánh mặt trời với biển kìa. Vậy là mai mốt mình có thể chung sống với nhau được rồi. Ra ngắm biển đi, nhanh lên. Mình cùng cố gắng nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên đi. Đằng kia có cá mập lớn với san hô ngầm nữa kìa. Có cá mập lớn nữa kìa. Cầm khó chịu quá, đổi đi. Ngồi khó chịu quá, đổi đi. Nhìn mất thẩm mỹ, đổi đi. Khẩu vị tệ quá, đổi đi. Hả? Bộ có sai sao? Dùng khẩu vị để diễn tả bàn ăn đâu có sai chứ. Vậy còn tôi? Giác quan thứ 6 tệ quá, đổi luôn đi. Quán quân à, đây đều là vật dụng tôi mới mua đó, quán quân. Tiểu U U, anh coi kìa, anh ta còn đổi luôn cả em nữa. Hả? Tôi sao cũng được. Thế sao hả? Đẹp quá đi. Lộng lẫy, rất đẳng cấp. Đẳng cấp. Nhã nhặn. Như vậy mới có thể toát lên khí chất của tôi chứ. Giờ tôi cứ như là một siêu sao vậy đó. Tôi uống ly rượu này được không? Anh thấy sao? Tôi rất có khí chất phải không? Định lại gì vậy? Wow. À, cái này là máy quét nhà tôi vừa mới mua đúng theo yêu cầu của anh đó. Chào cậu, mình tên là Tiểu Quyên. Xin chỉ bảo thêm nha. Tên cậu là gì vậy? Mình gọi cậu là Tiểu Cơ nha. Nó tên là NB666. Anh gọi tôi sao? Tên tiếng Anh của tôi là Sexy Sexy. Quán quân à, tôi thấy là chúng ta có thể tạm dừng ở đây được rồi. Dù sao cũng là nhà, đâu phải nơi trưng bày gì. Nhà chính là nơi trưng bày, mặt chính là danh thiếp, không cần bất ngờ đâu. Dù sao thì tôi cũng là nhà thiết kế hình ảnh hàng đầu thế giới mà. Vậy danh thiếp của anh có hơi lớn. Còn tấm lòng của anh hơi nhỏ nhen đó. Anh chỉ đi đâu vậy? Chỉ qua kia kìa. Trần Quán Quân, đây là lỗi của anh rồi. Tính nhỏ nhen thì sao chứ, không thiếu là được. Em thấy anh không thiếu. Sao cô lại nói vậy? Đúng là bên trai đẹp thôi. Xin lỗi. Xong rồi, tới lượt mọi người đó. Cô, còn anh nữa, đi theo tôi. Bạch Nhi, trong phòng này có thứ rất quan trọng với tôi. Chịu con đường sống đi, được không hả? Uồn uồn tránh ra. Tôi chỉ làm vài việc thôi, sẽ qua rất nhanh thôi mà. Anh đừng vậy mà Bạch Nhi. Đừng như vậy được không? Tránh ra. Thật sự rất không vui. Hai người biết rác của cô ta nhiều tới mức nào không? Mệt chết đi được.
Tiểu Ngôn Ngôn, giúp cô ta một tay. Ờ. Tôi không vui. Sao vậy hả? Anh ấy đem bỏ thứ mà bà nội để lại cho mình đó. Trần Quán Quân, anh đúng là quá đáng mà. Đó là gì vậy? Áo yếm. Cô ta mà mặc áo yếm đó là ảnh hưởng mỹ quan đô thị lắm đó. Mới nay anh đâu có nói như vậy. Anh nói sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi với chồng tương lai. Thì đúng mà. Khỏi phải nói nữa, mấy thứ để lại thì cũng chỉ là vật ngoài thân, vẫn còn ổn. Cô biết anh ta bỏ thứ gì của tôi không? Đó là niềm vinh dự cao nhất của tôi trong hai mươi mấy năm qua. Chiếc cúp quán quân khi tôi đi thi hát nhạc dân tộc bị anh ta bỏ mất. Đó là chiếc cúp tôi đi du học cũng không dám bỏ, lại bị bỏ mất. Đợi tôi chút, có hơi hoài niệm. Tiểu Ngôn, anh đừng buồn nữa, em hiểu mà. Vậy anh có muốn nhìn áo yếm của em hay không? Hả? Nó được thêu thủ công đó nha. Trên đó thêu một đôi quyên ương, đẹp dữ lắm. Mặc lên là thấy đẹp lên liền luôn á. Anh muốn coi không? À, không cần đâu, phiền cô quá. Cô, đi với tôi. Tiêu rồi, Lộc Tiểu Quy chắc chắn tiêu rồi. Tới cô rồi đó. Hoan nghênh tới căn phòng của Lộc Tiểu Quy. Có thích không dạ? Bỏ hết cho tôi. Không được, chúng ta là bạn thân nhất của tôi mà, giống như là anh vậy. Anh coi nè, nhìn giống anh quá trời luôn á. Nhìn nó cười vui quá trời luôn. Tiểu Tân, hôm nay có ngoan ngoãn uống đủ nước không vậy? Đừng có lo nha, mẹ sẽ không để cho anh ta bỏ rơi con đâu. Con ngoan nha. Anh coi ba đứa kìa, ba đứa tụi nó đang nhìn anh đó. Chúng đang hoan nghênh anh đó. Anh cảm nhận được sự nhiệt tình không? Đúng rồi, để tôi long trọng giới thiệu với anh người bạn chung phòng thân nhất của tôi. Cậu ấy tên là Trân Ni Qua. Trân Ni Qua, nói là chào Quán Quân đi. Chào anh Quán Quân, em là Trân Ni Qua. Anh làm phiền rồi. Tôi đi trước đây. Đóng cửa nha. Các bạn trò chung thân mến, bây giờ có phải đều thấy có cảm giác mới mẻ không? Cảm thấy tràn đầy lòng tin yêu cuộc sống, cảm thấy ngày mai tràn đầy hy vọng. Có phải là cảm thấy rất may mắn khi gặp một người có khiếu thẩm mỹ như thượng Trần Quán Quân trở thành bạn trò chung không? Sao tôi cảm thấy không giống nhà lắm mà giống nơi trưng bày vậy? Anh nói không sai, cuộc sống xuất phát từ việc trưng bày, phải có can đảm thể hiện bản thân mình. Shakespeare từng nói rằng phải có sức sáng tạo. Thiệt tình luôn, câu này của Hemingway mà. Người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với mọi thứ ở trong nhà này chỉ có Trân Quán Quân. Bởi Shakespeare. Cầm ngược rồi. Treo lên giùm tôi. Được rồi, mọi người cùng nhau qua đây, cùng hoan nghênh bạn trợ mới của chúng ta, Trân Quán Quân. Bộ anh định gửi cho bạn bè hả? Đương nhiên là không rồi.
Sao tôi thất đức như vậy được chứ? Lên mạng xã hội. Vậy còn được. Từ hôm nay trở đi, bốn người chúng ta sẽ sống chung với một mái nhà. Cũng là duyên phận do ông trời sắp đặt. Hãy cùng trân trọng những giây phút ở bên nhau. Nào, tay đâu. Cùng nhau đón ánh nắng và sương sớm ban mai. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cùng nhau khôn lớn, thành người. Cái gì mà khôn lớn thành người? Bộ bây giờ chưa đủ lớn hay sao chứ? Chuyện cô trước khi phát ngôn thì cân nhắc lại câu chữ cho đúng đi. Tôi mới cân qua 17 ký. Cân cái đầu tôi sao? Tiểu Uông Uông. Không có ở đây. Là Tiểu Huy đây. Bác đã ăn cơm chưa? Ngày mai là ngày đầu tiên bắt đầu làm. Là một công ty rất lớn. Con sẽ cố gắng làm tốt. Dạ, khi nào rảnh con sẽ về thăm mọi người. Đem mấy món ngon về cho bác nữa. Dạ phải. Bác ơi, con có chút chuyện. Con cúp máy đi, mai con gọi lại cho bác nha. Dạ, tạm biệt. Năm, bốn, ba, hai. Hôm nay là ngày trái đất tắt đèn một tiếng đồng hồ. Chính là vào lúc 8 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi toàn cầu cắt điện trong một tiếng. Vì để cổ vũ mọi người có trách nhiệm với việc bảo vệ trái đất, cũng là hành động ủng hộ việc đẩy lùi hiệu ứng nhà kính đang ngày một tăng lên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hành động để bảo vệ trái đất này. Trời ơi. Nến thì sẽ bị tắt, nhưng ý tưởng ở trong lòng thì không tắt. Lại là một ngày nắng sáng rực rỡ.
Lộc Tiểu Quy, cái thứ gì vậy? Đừng có qua đây mà. Chân Quán Quân, anh mau bắt nó lại đi. Cùng mau đưa nó đi đi. Chân Quán Quân, anh giỏi thiệt đó. Cứng con. Anh đi đâu vậy? Thì đem đi bỏ. Không được không được, đây là chó Quang mà tôi kiếm được mà. Nó có điểm nào giống với chó Quang đâu. Mặc kệ, tôi muốn nhận nuôi nó. Tụi mình đi tắm thôi được không nào cún con? Ừ, đi thôi. Cô có nghĩ tới cảm nhận của chủ nhân nó không vậy? Chân Quán Quân, tôi không có mua dầu gội cho chó, tôi xài của anh trước ha. Cún con ngoan nha, đừng có sợ nữa được không? Không sao đâu, chị sẽ nhận nuôi em được chứ. Mai mốt chị chính là mẹ của em rồi đó. Mỗi ngày tắm rửa cho em vậy ha. Nào nào, rửa một hồi là thơm tho thôi. Rất thích không? Chân Quán Quân, anh giúp tôi với. Chào. Sao lại mặc như vậy? Mới xuất viện hả? Anh đang nói gì vậy? Thì tôi thấy mấy người thời trang như anh cũng mặc áo ngủ buổi sáng giống vậy, nên tôi cũng mua cho mình một bộ. Bộ không hợp sao? Em cảm thấy đẹp trai lắm. Tôi đâu có hỏi cô. Ủa, đợi đã, là tôi nghe nhầm sao? Sao tôi lại nghe tiếng chó sủa? Hay là có chó ở ngoài? Anh có nuôi chó ở ngoài? Vậy em là cái gì? Nhảm nhí. Tên anh dễ thương không? Có chó thật kìa. Hôm nay mình đi tập thể dục thì thấy nó, nhìn nó tội nghiệp quá, nó cứ theo mình hoài luôn. Mình nhận nuôi nó đi. Tôi phản đối. Tại sao vậy? Trên người nó có cháy, còn có vi khuẩn nữa, và còn rất nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp được. Tôi không thể nào chung sống với một loài sinh vật không thể giao tiếp được. Hơn nữa nó còn hay đi bậy lung tung nữa, và còn ăn cả phân của mình nữa chứ. Vậy là anh sai rồi. Chúng không có ăn phân của mình đâu. Chúng ăn phân lẫn nhau thôi. Tôi đảm bảo nó sẽ không vô phòng anh đâu. Mỗi ngày ba người đều phải đi làm, ai dắt nó đi dạo, chỗ nó ăn cơm, ai giúp nó dọn dẹp vệ sinh đây hả? Đây là hành vi vô trách nhiệm đó. Phản đối việc nhận nuôi vô trách nhiệm xuất phát từ bản thân. Nhưng mà mấy dân văn phòng bình thường cũng nuôi chó mà. Một người nuôi cũng được, huống chi mình ở đây có tới bốn người có thể thay phiên nhau nuôi nó mà. Cô đừng tự ý quyết định, cô đã hỏi qua ý kiến của nó chưa? Lỡ nó là con chó thích tự do thì sao hả? Nè, nè, mày thích tự do có phải không? Ừ ừ, tao hiểu mày rồi. Muốn tự do, muốn bay nhảy, ý nó là như vậy đó. Mọi người nhìn xem, tôi đã nói rồi mà, nó chính là một chú chó thích tự do, nó muốn được bay cao cao hơn nữa. Nhưng hôm nay nó cứ đi theo tôi suốt, chứng tỏ nó muốn theo tôi về nhà đúng không? Là do trên người cô có mùi phân đó. Hay là phân của người khác? Mình cứ coi nó như bạn trọ mới đi. Anh cũng là bạn trọ mới của chúng tôi mà. Tôi có thể so với chó sao? Hả? Chó có thể so với tôi sao? Chân Quán Quân, anh đừng có nghĩ tiêu cực như vậy. Anh coi nhà mình có anh là thành viên mới thì cả nhà trở nên đẹp lên. Nếu như mình thêm một thành viên nhỏ này thì chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui, đúng không Trân Ni? Thật ra nghĩ lại, nuôi chó cũng còn sao đâu. Cũng đúng, chó còn giúp mình trong nhà nữa mà. Mọi quyền quyết định trong nhà đều là do... Ê, nhìn kỹ thì nhìn nó cũng dễ thương ghê chứ. Thấy chưa?
đó là giống mới nhất trong mùa xuân hạ năm 2016 đó. Đặt tên là gì hả? Hình như nó biết cười nè. Hay là tên Cười Hi Hi nhé. Cười Hi Hi. Ở nhà đã có một cái tên là Tiểu Cơ rồi. Đặt Khôi Cơ đi ha. Khôi Cơ, Khôi Cơ. Khôi Cơ, Khôi Cơ. Ngu ngốc. Cái gì? Ngốc cái gì? Hesabi Saber. Sabi. Chân quán quân, anh cũng quan tâm nó đó chứ. Còn đặt tên cho nó nữa. Sabi, Sabi. Tên đặc biệt như vậy chắc là biệt danh của anh hả? Sabi, Sabi à. Khôi Cơ thì em thích tên nào hơn hả? Sabi và Khôi Cơ, em thích tên nào hơn hả? Con nhỏ quê mùa đó đúng là khắc tinh của mình mà. Chân quán quân, hôm nay chắc anh gặp áp lực lớn lắm hả? Nè, uống sữa đi. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời thôi mà. Cố lên chân quán quân. Trên gương mặt ta lại là một ngày mới, lại là một khởi đầu mới. Bạn à, bạn có mơ ước gì? Bạn à, bạn có mơ ước gì hay không? Chị là thợ trang điểm, ngày nào cũng đem nhiều đồ để đi làm, thiệt vất vả quá. Phải chú ý sức khỏe đó nha. À, quên mất tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Lộc Tiểu Quy, tôi là nhân viên chính thức của tập đoàn Phong Thượng, phụ trách tập đoàn Presti, là người của Linh Sam. Là trợ lý mới của Linh Sam. Hey. Nè nè, tôi giúp chị ha. Chị ơi, xin hỏi Victoria ở đâu? Bên kia. À, nhìn thấy rồi, cảm ơn chị. Sư tỷ, chào buổi sáng. Cô ngồi phía sau đi. Sư tỷ, cái này tặng chị nè, cây này có thể phòng bức xạ đó. Trong hôm nay, em đã tiếp xúc với bên phim làm thời trang, cảm thấy những người ngành này rất là cực khổ, thường hay tăng ca, cũng rất chú trọng chăm sóc dưỡng da. Nhưng dù sản phẩm có mắc cỡ nào cũng không bằng khả năng thần kỳ của tự nhiên đâu. Vậy ra ý của cô là nhìn tôi giống như từng chịu qua bức xạ đúng không? Không phải. Ý của em là cái này chống lão quá đó.
Vậy ý của cô muốn nói trông tôi đây già lắm sao? Không phải, không phải. Ý của em là cái cây này có thể giúp chị khỏe mạnh hơn. Ai nói là cần khỏe mạnh chứ? Tôi chỉ cần ốm thôi. Tôi cũng hy vọng bản thân bị cái gì loét dạ dày không hấp thụ được dưỡng chất. Nhưng mà tôi đây uống một ngụm nước cũng hấp thu được 100% dưỡng chất. Nhưng mà sư tỷ, sức khỏe là hàng đầu, sức khỏe chính là đẹp mà. Cô hiểu cái gì? Bị bệnh mới là đẹp. Cô coi mấy người mẫu ở trên sân khấu đi, có ai khỏe mạnh đâu? Không phải ai cũng nhìn nhợt nhạt và mỏng manh hay sao? Trong thế giới này như vậy mới gọi là đẹp đó. Nhưng mà em cảm thấy có nói cô cũng không hiểu đâu. Chào chị, em là Lộc Tiểu Quy, em là sư muội của chị Victoria. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em, xin chị chỉ dạy nhiều hơn. Cái này em tặng chị. Cảm ơn. Không có gì, tạm biệt. Sư tỷ, căn bếp này lớn quá. Cô làm cái gì em chị? Xin lỗi, em xin lỗi. Sư tỷ, lại sao nữa đi? Sư tỷ, đủ lắm rồi. Sư tỷ, đây là canh gà lúc sáng em dùng bếp của công ty để hầm đó. Đặc biệt là hầm cho chị uống. Mặc dù nguyên liệu không đủ lắm, nhưng tất cả đều rất tươi ngon. Chị uống đi. Sư tỷ, chị không thích hả? Cái này tốt lắm đó, có thể sáng mắt. Công việc biên tập thời trang này luôn cần phải làm ca đêm, cho nên là chị nhất định phải giữ đôi mắt đó. Dạ alo. Victoria, vào đây một chút đi. Dạ tôi biết rồi, tổng biên tập Linh. Mau tránh qua một bên đi. Theo tôi. Dạ tổng biên tập Linh. Xin chào tổng biên tập Linh. Cô là? Em là trợ lý thứ hai của chị Lộc Tiểu Quy. Em là sư muội của Victoria. Sau này em sẽ noi theo gương chị ấy, cố gắng nỗ lực hơn, xin chỉ dạy nhiều hơn. Sư muội. Tổng biên tập Linh, đèn trong phòng của chị tối quá rồi đó. Như vậy sẽ khiến cơ thể chị mệt mỏi hơn. Tinh thần của chúng ta giống như gieo hạt giống trên cơ thể vậy. Nếu không có ánh sáng thì hạt giống sẽ không thể lớn lên được. Như vậy tốt rồi đúng không? Chắc đã có người nói với cô là... Dạ nói gì ạ? Dạ tổng biên tập Linh, cái đó có liên quan tới chuyện giúp cho bữa tiệc từ thiện diễn ra được suôn sẻ. Tôi đã có phương án hoàn chỉnh rồi. Lát nữa sẽ gửi vào địa chỉ email để cho cô xác nhận. Bởi vì thời gian có hơi cấp bách, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người hướng dẫn cho cô trợ lý mới này. Được. Trời ơi, như vậy không có ánh sáng đâu. Ánh nắng gắt quá không tốt cho da đâu. Được tắm trong ánh nắng mới là tốt. Ánh nắng rất có hại cho mắt đó. Không sao mà. Đã nói là có sao. Không sao có mà. Sao không sao có mà. Liên quan không có sao liên mà. Quan không có sao liên quan không sao đã nó được có rồi không sao. Để đó đi, ra ngoài mau. Thật xin lỗi tổng biên tập Linh. Mau đi thôi. Nhanh đi. Tạm biệt chị. Nhanh. Tạm biệt. Ngồi xuống. Cô. Tôi không nói nhiều với cô nữa. Tôi bận lắm. Đừng có làm phiền tôi nghe chưa.
cái này cũng gần 200 ngàn. Sư tỷ, em thấy canh gà của chị hình như nguội rồi đó, em hâm nóng lại cho chị ha. Chân quán quân, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, anh tới trễ quá rồi đó. Khôi cơ có khỏe không? Còn anh có khỏe không vậy? Tôi múc một chén canh gà cho anh ha. Anh ơi, anh là giáo sư nào vậy? Có cà phê không? Có. Trên thế giới này có món đồ nào tốt hơn đi chăng nữa cũng không thể thay thế được nó. Cho nên đừng thắc mắc nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần hưởng thụ những điều tốt nó đem lại trước mắt là được. Đây cũng là yêu cầu đối với các vị trí hiểu và làm việc thời trang. Mọi chuyện đều cần cố gắng. Cố gắng tìm được vật nào tốt nhất để nó thắp sáng bầu trời đêm, trở thành ngọn hải đăng dẫn đường trong mọi khoảnh khắc. Đây chính là yêu cầu của tạp chí chúng ta, cũng là sứ mệnh vĩnh hằng. Anh nghe có hiểu không? Tôi nghe không hiểu gì hết, nhưng mà có vẻ rất lợi hại đó. Có phải nên vỗ tay không? Hay. Cà phê của anh đây. Rốt cuộc anh là... Tôi là trợ lý mới của Hàn Phong. À, vậy chỗ của anh ở bên kia. Thật ngại quá. Chân quán quân chào cậu, tôi là Hàn Phong. Cảm ơn cậu đã gia nhập vào đội quý ngài, trở thành một phần trong tất cả chúng tôi. Chỉ là không đúng lúc tôi đang đi công tác, giờ tôi trở về sẽ chính thức gặp mặt cậu. Alo. Tổng biên Hàn không có ở đây, ngày mai cũng không có. Anh ấy đi đâu và khi nào trở về là việc riêng của anh ấy, tôi không tiện nói ra. Tôi là trợ lý cá nhân của anh ấy. Có chuyện gì xin hãy nói với tôi, để chúng ta nâng cao hiệu suất. Hiệu suất là nhân tính tạo ra vật chất. Thảm đỏ à? Chúng tôi mời Lương Tố Tố. Vậy còn bên Reddy thì sao? Họ mời ai? Hứa Phi Phi. Được, tôi biết rồi. Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện lớn như vậy rồi. Mình đúng là một người thực sự rất bận rộn đó. Nè, cô làm gì vậy? Hù tôi hết hồn nè. Sư tỷ, em thấy chị cả ngày hôm nay mang vẻ mặt đầy tâm sự. Em có thể giúp gì cho chị không vậy? Cô giúp tôi? Được thôi. Tuần sau tập đoàn Phong Thượng của chúng ta sẽ có một trong những hoạt động quan trọng nhất trong quý một năm nay. Bữa tiệc từ thiện. Thảm đỏ liên kết với Pretty. Chúng ta sẽ mời người nổi tiếng nhất Hứa Phi Phi.
còn tập với quý ngài đối diện bên đó thì mời Lương Tú Tú. Tôi không biết là bên quý ngài lại bản lĩnh như vậy. Tôi cho rằng tạp chí không quá liên quan mật thiết tới phong thượng, làm sao mời được cô Lương Tố Tố này, là một minh tinh nổi tiếng có sức bùng nổ to lớn trên thảm đỏ, tới làm khách hàng nặng ký của họ tham gia bữa tiệc từ thiện lần này của tập đoàn phong thượng. Nhưng mà tôi khẳng định là sự liên kết thảm đỏ lần này sẽ gây sự chú ý nhiều. Người bên Brady là Phi, cô ấy nhất định sẽ bước trên thảm đỏ cuối cùng. Vậy ý của cô là không cần bản thứ tự, hồng qua trên thực tế điều chỉnh khiến hứa Phi là người xuất hiện cuối cùng, đúng không? Victoria, sao cô lại có cái suy nghĩ không phù hợp với quy tắc kỳ lạ như vậy? Chúng ta là tập đoàn chuyên nghiệp như vậy, sao có thể làm ra chuyện không chuyên nghiệp được chứ? Nhưng mà về chuyện này tôi quyết định sẽ giao cho Victoria cô phụ trách. Chính là dù cho chúng ta suy nghĩ cách gì đi nữa, Phi nhất định sẽ phải đi sau Tố Tố, người bước trên thảm đỏ cuối cùng. Hứa Phi, mày nói đó là Hứa Phi, người luôn có quảng cáo ở tất cả trạm tàu điện ngầm số 2 hả? Đúng vậy. Wow. Nhưng mà sư tỷ, hai người đều rất nổi tiếng, ai trước ai sau trên thảm đỏ cũng không phải chỉ có mười mấy giây sao? Có gì đáng nói đâu. Cô cảm thấy cuộc đời của tôi cố gắng thật nhiều trong chuyện này có phải rất vô nghĩa không? Dạ. Tôi nói cô biết, ngày hôm đó tại buổi tiệc có 70 nhà bình phẩm, 17 nhà làm về truyền hình, 4 nhà về thông tin mạng và 3 nhà bình phẩm xã hội phát trực tiếp. Cô có nghĩ tới là tất cả những người cần quảng cáo thương hiệu, tất cả bọn họ sẽ lấp đầy từng cm vuông trong bữa tiệc mà tập đoàn phong thượng mình mỗi năm dự tính cho tạp chí nhiều như vậy? Cho nên, không quan trọng sao? À, nghe không hiểu. Không phải thứ tự trên thảm đỏ so với ngân sách phong thượng bỏ ra có gì liên quan chứ? Tập đoàn phong thượng mỗi năm đều dành đa số do tiền quỹ, quảng cáo, ngân sách giao cho thành viên xuất bản đầu tiên. Mà hội viên xuất bản của tập đoàn phong thượng nhiều như vậy, muốn trở thành thành viên xuất bản đầu tiên lấy được nhiều ngân sách hơn có phải rất quan trọng hay không? Mà khách mời của hội viên xuất bản nào mời tới có thể xuất hiện ở trên sân khấu long trọng cuối cùng thì chứng tỏ tạp chí đó là có khí chất nhất, là có năng lực nhất. Đó có phải rất quan trọng không? Vậy để Hứa Phi đánh bại Lương Tố Tố đối với cuộc đời tôi mà nói có phải rất quan trọng không? Sư tỷ, chị thật sự nói quá hay luôn. Em thật sự không nghĩ tới phương diện sâu sắc như vậy. Chị nói đi, có cần em giúp gì hay không? Chị cứ giao cho em, chúng ta cùng nhau cố gắng, chuyện gì cũng đều giải quyết được hết. Vậy có phải tất cả mọi chuyện cô đều đồng ý với tôi không? Ừ. Được. Vậy trước khi cô tan ca, cứ yên lặng mà ngồi ở đây, đừng có tới làm phiền tôi nữa, được không? Được chứ. Tiểu Quy, trễ như vậy rồi, cô có muốn tôi trao bằng khen học sinh giỏi cho cô không? Đây là công việc cụ thể đầu tiên của tôi khi vào công ty, rất quan trọng đó. Hơn nữa do đích thân sư tỷ giao cho tôi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Nhãn hiệu thời trang yêu thích nhất Gu Đồ sứ. Gucci. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Được thôi, là tôi rắc rối hơn. Anh coi tôi như vậy, làm sao nói chuyện với loại minh tinh lớn như Hứa Phi được chứ? Tại sao cô phải nói chuyện với cô ta? Cô ấy là khách mời bên tôi lần này đó. Công việc của sư tỷ là kéo dài thời gian, giúp cô ấy xuất hiện trên thảm đỏ cuối cùng. Còn công việc của tôi, trong quá trình kéo dài thời gian đó, trò chuyện với cô ấy. Nhưng thời tiết lạnh như vậy, tôi cũng không thể để cô ấy ngoài xe được. Nếu như vậy sẽ cảm lạnh, hơn nữa sẽ không tốt cho phần khớp gối. Cho nên tôi muốn nói tiếp đãi cô ấy ở bên trong xe. Nhưng mà không gian nhỏ như vậy, chắc chắn ngay cả một câu tôi nói cũng không được nữa. Lộc Tiểu Quy, tôi nói cho cô biết, cô tuyệt đối không thể để minh tinh của mình ngồi ở trong xe. Nghĩ thử xem, không gian xe nhỏ như vậy, cô ấy ngồi trong xe váy chắc chắn sẽ bị nhăn. Nếu váy nhăn đi trên thảm đỏ thì còn đẹp được nữa không? Cho nên họ chỉ có thể ngồi trong một xe chút thôi. Hơn nữa máy sửa trong xe nhiệt độ cao, họ sẽ bị đổ mồ hôi, nhòe lớp trang điểm. Cho nên không khí lạnh cần thiết hơn. Không khí lạnh sẽ giúp cho đôi má ửng hồng, nhìn trông có vẻ rất tự nhiên. Cho nên
Một khi mà xe cô tới, cần phải để cho Hứa Phi Phi xuống xe, trò chuyện với cô ấy ở bên ngoài xe và kéo dài thời gian. Như vậy thì váy của họ sẽ không bị nhăn, trang điểm sẽ không bị nhòe. Họ sẽ rất vui vẻ. Thật hả? Cảm ơn Trần Quán Quân nha. Lộc Tiểu Quy, người bên tạp chí Quý Ngài rảnh rỗi quá ha, không có việc gì làm sao? Tôi đang làm việc đây. Tiểu Quy, được khách sáo. Hả? Màu sắc yêu thích nhất, màu đen. Nhãn hiệu thời trang yêu thích nhất. Đồ sứ, đồ sứ, đồ gì ta? Lộc Tiểu Quy, tôi nói cô biết, cô tuyệt đối không thể nghe lời của Chân Quán Quân đó. Dạ. Lời anh ta nói đều là giả dối. Đó vốn không gọi là tự nhiên đỏ, đó là cao nguyên đỏ. Cô không được quên đó. Anh ta là người bên Quý Ngài, cô mà nghe lời của anh ta thì sẽ làm hư chuyện này hết. Cô có biết hay không vậy? Được được được. Đồ sứ, đồ sứ. Tiểu Quy, rốt cuộc chừng nào mới có thể ăn cơm đây? Mình còn hai bản thảo đồ phải làm đó. Mình đói lắm. Chị em tốt của bạn sắp chết đói rồi. Tới rồi, tới rồi. Chờ một chút xíu nữa thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình, rất đáng để ăn mừng. Ăn một bữa cơm ha. Tiểu Uông Uông, tới ăn cơm thôi. Không ăn đâu, bản thảo tôi còn chưa viết xong, trước 12 giờ là phải giao rồi. Nè, ăn cơm quan trọng hơn mà. Lại đây, Tiểu Uông Uông. Trời ơi, tôi không ngồi bên cạnh cổ đâu. Không sao đâu mà, tôi đi gọi Chân Quán Quân nha. Sao hả? Ngồi kế bên cạnh em anh không đồng ý hay sao? Nè, cô đừng làm bậy nha. Trời ơi, áo khoác của anh rớt được kìa. Wow, cô không thèm để ý tới hình tượng bản thân nữa hay sao? Anh muốn ăn cơm hay là muốn ăn em? Vào đi. Tôi qua mời anh ăn mừng ngày đầu tiên tôi đi làm. Anh đừng đưa ra ý tưởng xấu nữa. Victoria sư tỷ đã nói với tôi rồi, anh làm việc thay cho bên Quý Ngài. Uổng công trước đây tôi thật sự tin anh. Nếu không nhờ sư tỷ vạch trần anh, tôi thật sự sẽ để nữ minh tinh đó chịu gió lạnh rồi. Lộc Tiểu Quy, trong lòng cô tôi xấu xa như vậy hay sao? Cô chắc chắn Victoria là muốn tốt cho cô hay sao? Lời của Victoria nói, cô tin hay sao? Cô ta có quan hệ cạnh tranh với cô hay là tôi có quan hệ cạnh tranh với cô đây? Công việc của tôi và cô hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì cả. Nếu công việc của cô mà tốt lên, dành công của ai hả? Không phải sẽ dành công của Victoria hay sao? Hơn nữa, cô chắc chắn là nữ minh tinh bị nhốt trong xe, quần áo bị nhăn, trang điểm bị nhòe, họ sẽ vui vẻ sao? Hả? Chắc sư tỷ không có vậy đâu. Chân Quán Quân, xin lỗi anh nha. Quá ra tôi đã trách lầm anh rồi hả? Mắt tôi bị hoa, đầu cũng đau, nhìn không rõ là bao nhiêu độ. Cô coi giùm tôi đi. Hả? 39 độ? Có nhầm không đó? Cần gọi xe cấp cứu hay không? Không cần, không cần. Tôi rất mẫn cảm với tiếng gọi xe cấp cứu. Lúc nãy tôi đã uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là được rồi, không sao đâu. Nhưng mà bây giờ tôi rất muốn ăn cháo đó. Anh muốn ăn cháo hả? Để tôi nấu cháo cho anh nha. Không cần đâu, phiền phức lắm. Ở trong ấn tượng của tôi, chỉ có lúc nhỏ khi tôi bị bệnh, mẹ sẽ nấu cháo cho tôi ăn. Không có phiền đâu mà, hay là anh nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu cháo cho anh ăn. Thật sự phiền cô quá. Hay là không cần đâu. Thank you.
Gạo phải do 5 lần. Dặn lửa nhỏ nấu nhừ trong 3 tiếng. Mẹ Chân Quán Quân đúng là bỏ nhiều công sức. Kiến thức nấu ăn cho người bệnh đúng là phong phú quá. Dặn lửa nhỏ nấu nhừ trong 3 tiếng lâu quá rồi đó. Nhưng đúng thiệt là như vậy gạo sẽ mềm hơn. Tiểu Quy à, mình đã dọn dĩa xong rồi, cũng dọn sạch thức ăn luôn, đem ra đây để cho bạn nè. Nè, cho bạn uống đó, giúp cho tiêu hóa. Tối hôm nay bạn qua đây làm gì? Có làm gì đâu, cứ để dĩa mình rửa cho, đi làm việc của bạn đi. Có vấn đề. Chân Quán Quân, anh đúng là đồ lừa gạt. Hoan nghênh liên kết thảm đỏ, tập đoàn Phong Thượng. Xin chào. Hôm nay cô mặc phong phanh như vậy, không sợ bị cảm sao? Nhưng hôm nay tôi có nhét nhiều túi dư ấm lắm, tôi cho cô một cái nha. Đây nè, cho cô một cái đó. Tôi cảm thấy bản thân tôi bây giờ đã 49 độ rồi. Tôi không tin anh nữa đâu. Tối qua dì nấu cháo cho anh vẫn chưa chuẩn bị xong công việc. Sư tỷ đã mắng tôi cả đêm rồi. Rồi. Chuyện này cứ để cho nó trôi qua đi. Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ tối nay, chúng ta sẽ không phụ thuộc vào nhau nữa. Cô lo hứa phi phi của cô cũng đừng đụng tới lương tốt của tôi. Ai thèm lo lương tố của anh chứ. Một mình Hứa Phi Phi tôi đã lo không nổi rồi. Ngược lại là anh, đừng giở thủ đoạn gì để Hứa Phi Phi chúng tôi bước lên thảm đỏ trước. Tuyệt đối không được tới gần cô ấy đó. Vậy phải dựa vào bản lĩnh mỗi người thôi. Xe tới rồi, xe tới rồi. Số đuôi 321, 321. À, nhầm rồi. Là 570, 570. Thank you.
Lương Tố Tố, thật ngại quá. Bắt đầu từ tối nay, chúng ta sẽ không phụ thuộc vào nhau nữa. Cô lo Hứa Phi Phi của cô, cũng đừng đụng tới Lương Tố Tố. Ai mà thèm lo cho Lương Tố Tố của anh chứ. Một mình Hứa Phi Phi tôi đã lo không nổi rồi. Ngược lại là anh, đừng giở thủ đoạn gì để Hứa Phi Phi chúng tôi bước lên thảm đỏ chứ. Chào cô Hứa Phi Phi, tôi do bên tập đoàn Phong Thượng sai tới để đón cô. Tôi do bên tập đoàn Phong Thượng sai tới để đón cô. Lên đây đi. Được. Bên thảm đỏ bắt đầu rồi. Chị có cần qua đó chuẩn bị một chút để bắt đầu không vậy? Anh là người bên Pretty sao? Chị à, tôi thấy cũng sắp tới thời gian rồi. Chị cũng nên chuẩn bị bước lên thảm đỏ thôi. Ê, không gấp. Tâm trạng tôi không tốt, chờ tôi sưởi ấm chút đã. Lúc nãy tôi cũng thấy tâm trạng chị không được tốt. Chị có ổn không vậy? Có chuyện gì phiền não nhất định có thể giải quyết mà. Đã làm người phải tích cực tiến lên, mỗi ngày đều vui vẻ. Cô yên lặng chút đi, tôi đang chờ một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Tôi chờ ở đây nãy giờ chưa uống nước, anh có nước không? Chị không có trợ lý sao? Tôi dẫn theo ba người trợ lý lận mà. Ở đâu? Họ đều đang chờ tôi bên ngoài. Chị Tố Tố, chị sao vậy? Sao chị lại khóc? Chị có tâm trạng gì nói với tôi đi. Chị cứ tin tôi, có chuyện gì nói ra sẽ dễ chịu hơn mà. Những người mà từ nhỏ lớn lên ở châu Âu như tôi. Chị từ nhỏ lớn lên ở Quý Châu tôi biết mà. Chị chỉ đi châu Âu du lịch qua vài lần thôi. Trong vòng 2 năm tôi đi về châu Âu 8 lần đó được chưa? Trong 8 lần đó thì có 5 lần đi Đông Âu rồi. Còn 3 lần kia thì sao? 2 lần vì nửa đường núi lửa bùng nổ cho nên là đành phải trở về thôi. Ít nhất tôi từng đi qua Pháp rồi. Phải, chỉ có một lần nhập cảnh thành công vào Pháp. Nhưng mà đợt đi châu Âu đó giống như là chị đi du hành lên mặt trăng vậy, khiến chị rất mệt. Nè, chị có còn nhớ không? Lần đó chị quá cảnh ở Nga bởi vì chị bị mất hành lý và đàm phán thất bại với bên bảo vệ cho nên là đã mắng cho bảo vệ một trận. Khi đó còn cho là hành hung cảnh sát nữa chứ. Bị bắt giam vài ngày, còn được lên báo trang đầu nữa chứ. Baby của tôi chỉ mới được 3 tháng đã bệnh hơn mấy ngày, tôi qua phải nhập viện. Ruột bị viêm rất là nặng, tối hôm nay phải làm phẫu thuật cắt bỏ một phần bị viêm đó. Nhưng mà tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật chỉ có 50% thôi. 50% thôi, cô có biết không? Nhưng mà lúc nãy tôi lên xe thì tôi thấy được viên đá quý trước người của chị. Công nghệ chạm trổ của nó còn không bằng phân nửa giá trị cái váy chị đang mặc nữa kìa. Hơn nữa, người ủi váy này giúp chị đã ủi hư 90% giá trị của cái váy này rồi. Cho nên tôi hy vọng là sau này chị có thể tìm một người trợ lý ít nhất cũng biết ủi đồ, lương mỗi tháng 20.000 tệ trở lên. Như vậy chị mới sớm nhận được danh hiệu điền viên chi tinh được. Chị Tố Tố, chị đừng lo mà. Sao lại như vậy chứ? Đều tại tôi, bận rộn đóng phim, chăm sóc không tốt cho con tôi, không kịp thời phát hiện ra nó bị bệnh nặng như vậy. Bác sĩ nói nó bị mắc bệnh nhỏ bé, trong 10 baby thì hết 9 đứa không thể sống được. Nhỏ bé? Ba mẹ của chị là chó hả? Anh có biết bà chị đây thích nhất là loại người thông minh, ăn nói độc địa, loại tiểu nhân. Vậy anh mau nói cho chị đây biết coi, ẩm thực Pháp này nên chọn thế nào đây? Tôi chỉ biết chọn mì Ý thôi, nhưng vẫn không ngon bằng mì của Bắc Kinh xưa. Nè, nhưng tôi đặc biệt yêu thích cái loại La Pa kiểu Pháp. Nó hơi đen đen, mềm mềm nữa.
nhưng có điều vẫn không được như ở nhà tôi ngâm. Đó gọi là tỏi đen. Tỏi đen. Trước đây tôi cũng nhận nuôi một con chó hoang đó. Lúc mới gặp nó tình trạng vô cùng tồi tệ, nó còn dơ bẩn nữa. Nhưng sau đó mỗi ngày tôi đều tắm cho nó, ca hát, kể chuyện cho nó nghe. Bây giờ nó vô cùng khỏe mạnh. Cho chị xem thử hình nè. Chị coi, nhỏ xinh rất đáng yêu đúng chứ. Vô cùng vui vẻ nữa. Tôi nói chị nghe, nhất định phải tin tưởng bác sĩ, tin vào bé cuốn của mình. Nó sẽ vì chị mà khỏe mạnh thôi. Chúng ta cùng nhau cố lên. Rốt cuộc chị có lên thảm đỏ không? Không gấp, không gấp mà. Nói thêm chút nữa đi. Nếu như chị còn không chịu đi, tôi sẽ nhảy xuống xe và tự sát. Anh nhảy đi. Chiếc xe này cũng không có chạy mà. Anh mà nhảy xuống cũng đâu có chết đâu. Tôi tự có cách tự sát riêng của tôi, không cần chị lo lắm. Tiêu đề đầu báo ngày mai sẽ là Hứa Phi Phi từ chối thảm đỏ, ép chết trợ lý nhỏ. Có thật không? Tốt quá rồi. Baby không có chết. Tôi đã nói với chị rồi mà, chị phải tin tưởng bác sĩ của bé cuốn. Cảm ơn nhiều nha em gái. Không có gì. Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu rồi. Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu rồi. Các đơn vị hãy thu dọn đồ đạc. Cái gì? Thảm đỏ sắp dẹp rồi. Thảm đỏ sắp dẹp hả? Chị Tố Tố, thảm đỏ sắp dẹp rồi. Vậy chị có đi không? Đi chứ, dĩ nhiên là đi rồi. Chị Hứa à, thảm đỏ sắp dẹp rồi. Nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Chị có đi hay không? À, tôi quên mất tự giới thiệu. Tôi là trợ lý bên tạp chí Quý Ngài. Tôi tên Trân Quán Quân. Cái gì? Anh bên tạp chí Quý Ngài sao? Nhưng tôi nhờ bên phép đi mời tới mà. Ê, tôi còn chưa đi mà. Ê, tới rồi, tới rồi. Tôi đi 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 đi. Thank you.